Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với cả ghiền xem phim Thiên Nga Bóng Đêm tập 10 tập 11. Seo Jae-chi quay Park Bi-won như trong chóng, trực tiếp thổ lộ tham vọng muốn nghỉ tình ly hôn với cả vợ. Tập 10 của bộ phim Thiên Nga Bóng Đêm càng căng thẳng hơn khi xuất hiện đám tang trong trailer xem trước. Ở tập 9 của bộ phim Thiên Nga Bóng Đêm, khi cuộc đối đầu giữa chính thất là Han Sora do Jo-sun thủ vai và tiểu tam là Lee Ra-eun do Seo Jae-chi thủ vai, bắt đầu cũng là lúc Seo Eun-pyeong thú nhận tình cảm thực sự của mình với cả Ra-eun. Trong khi đó, Ra-eun vẫn đang cố gắng khiến vợ chồng của Han Sora ly hôn, nhưng lại không hề đơn giản. Khi biết được kế hoạch mới, Chang Moon-hae đã gửi thông tin về thân phận của Ra-eun cho Kang Jun-kyung, nhưng nghị sĩ Seo kịp thời ngăn cản. Cũng trong tập 9, Lee Ra-eun tuyên bố sẽ hủy hoại cuộc sống của Han Sora. Trong tập 10 thì tiết lộ nhiều tình tiết về cuộc trả thù ngày càng điên cuồng của Lee Ra-eun. Có thể thấy, Ra-eun đang quay Kang Jun-kyung như trong chóng khiến anh ta lo sợ sẽ mất người phụ nữ này. Mở đầu đoạn trailer, Lee Ra-eun tiếp tục đòi chia tay chủ tịch Kang. Tuy nhiên lần này cô rất thẳng thừng và dứt khoát. Cả hai cãi nhau ngay tại bãi đậu xe, lời thoại lấp lửng. Tất cả mọi thứ anh tưởng tôi đã nghĩ tới anh nên mới liên lạc sao? Dấy lên nhiều tò mò. Nói rồi, Ra-eun lên xe rời đi không chút lưu luyến. Cũng trong tập 10 thì gia đình của Han Sora sẽ có thang sự. Theo những tình tiết ở trailer thì Han Panro vẫn khỏe mạnh và còn đến tham gia lễ tang, trong khi Sora mặc trang phục tang lễ. Vì vậy người mất được dự đoán là bố chồng của Sora, bố ruột của Kang Jun-kyung. Lee Ra-eun cũng đến dự tang lễ và còn cẩn thận tiết lộ điều gì đó cho Han Pora. Sự việc này khiến Sora vô cùng lo lắng. Cuối trailer thì Kang Jun-kyung tiếp tục tìm đến Ra-eun. Anh hỏi tình nhân thứ giá trị nhất đối với cô ta là gì và còn cảnh cáo cô đừng có uy hiếp tôi. Nhưng Ra-eun lại không hề nao núng mà vẫn bình tĩnh khiêu khích đối phương. Suy cùng cô thổ lộ tham vọng của mình. Em không muốn trở thành người phụ nữ anh phải giấu giếm, em muốn trở thành người phụ nữ của anh. Lee Ra-eun đã tấn công trực diện Kang Jun-kyung với quyết tâm hủy hoại cuộc đời của Han Sora. Chủ tịch Kang sẽ giải quyết vấn đề này ra sao? Nếu thực sự người đã mất là bố ruột của Kang Jun-kyung, anh ta có quyết định ly hôn Sora hay không? Chúng ta hãy cùng đón xem các tập tiếp theo của bộ phim Thiên Nga Bóng Đêm phát sóng vào 22h30 các tối thứ tư, thứ năm hàng tuần trên TVN nhé. Nếu mọi người thích video của chúng mình thì like, share và subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Hẹn gặp lại mọi người video sau. Bye!